Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay tiếp tục cắt mít các bạn ơi. Rồi được một em rồi. Ngon quá. Rồi, hôm nay mình cắt mít rồi mình xin báo giá mít cho các bạn nắm nha. Để các bạn tiện theo dõi mua bán. Này 8-9 ngày rồi mà không nhớ hết trời. Nhớ mới lạ. Nhiều quá. Rồi. Vàng tươi. Mấy bữa trước thấy nó còn giá lắm mà anh. Ngày nào tính mà nói mưa nhớ không biết được. Cái này chưa được sao? Mister cây đâu có để trái nhiều, một hai trái không. Thôi xài năm nay thôi, thua rồi bó tay rồi. Mít thì hổm, hổm giá mít đó cũng giá hổm nói 5.000 đó, tưởng đâu đi luôn rồi chết luôn rồi. Ngờ là giờ 10 mấy ngàn, 20 ngàn cũng đủ đỡ. Thị trường mít nữa nó tính ra nó mạnh. Quá xài thôi rồi luôn. Quá đẹp luôn bạn ơi. Hổm gầy không? Ngày nào cắt ở không chứ ha? Đây chắc được hai trái luôn ha. Nhậu mà cũng có chạy gì mất tắt chứ. Nhậu cũng không yên nữa. Có nhậu là xính cơ nào xính cũng phải đi. Ừ, hay ta. Nó đâu bỏ vườn được. Vậy là hay nữa chứ. Nên cái này là cắt sớm thúi đầu mình. Ừ, má có miếng lắm nha. Quá đã luôn. Cái dưới này chắc được luôn quá. Yếu hơn à? Chơi ra chắc ok gì. Bá. Nhánh nhỏ mà hãy đeo trái cũng to quá ha. Rồi, cây này khỏe rồi đó. Mít biết hả? Mít ra chắc 14 kg rồi. Muối trái nào? Được không? Cận cảnh nhìn trái cho đẹp trời ơi. Thấy không? Y gian để ha. Quá đã. Hay quá. Được hai trái nữa, hai trái nè. Nặng nữa. Tôi thấy ông anh tôi cũng nặng thì tôi thấy dễ thương sao. Giống như bắt bà cào đó, nặng. Nặng chứ.
cái nặng cái muối nào bự chứ chứ. Cứ thừa muối rồi đã giạt nhà vườn hết rồi sao? Nước sao? Được trái lên nữa ngon nghe. Trời coi trái trên đọt nãy. Ngon hả? Này từng sai quát rồi hả? Ok. Má tháng này mít ngon quá, trái càn càn ngon. Bắt đầu chở mít lên nhà căng các bạn ơi. Rồi nhức hết luôn, không có có một trái nhì. Không được. 14. Không từ trái đi mình. 14. Thôi bù lại ổng hơi yếu chút. Trái 14 15 ký không ngon quá. 15. 15 mấy luôn. 15 rồi bù là nãy là đúng rồi đó, 15. 15 6. Bù lại nãy. Nãy thật yếu. 15 16 không đã quá. Cái này phải coi lại nữa, chưa lấy được cái gì. Chán không. 13. 13. Càn càn không ta? Ngon quá. 3 40. 16. 16. Thôi rồi. 16 nữa hả? Quá ngon luôn. Cắt được mấy trái mà còn mười mấy ký không đã quá. 17 ký luôn. Quá dữ. Rồi con trái nó trái nhì đó. Từ hồi ấy tới giờ mới được cái 17 ký đó. Cơm vậy mà không nói gì trời. 13 coi. 13 mấy con 13 tính con 13 đi. Rồi xong. Nhất không mà con trái mít nhì mà. 6 7 trái mà toàn mít nhất không 15 16 ký không mà. Con trái mít nhì quá gì tiền nhiều phải à. Quá đã luôn. 18 14 10 các bạn ơi, nhất nhì ba đó. Rồi mình cập nhật giá cho các bạn nắm nha. Rồi các bạn thấy video mình hữu ích thì đừng tiếc like, chia sẻ, đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.